có hai đậu mũ ống nhỏ này nữa nhớ không? Đó nửa tiếng mà ba lượm ra để đâu rồi đó? Cái hai chậu á, nó không lượm chỗ chậu, chỗ suốt ở dưới đó một chậu, chỗ nữa này một chậu. Rồi, một cân. Dạ. Bên đây là cái khu để cây trang tháp nè của mẹ nè. Trang tháp mà rất cao 1 mét mấy á. Ai có nhu cầu liên hệ với cô Mười nha mọi người. Trang tháp này mẹ mới cắt tỉa lại. Trang tháp này là cao trên 1 mét nha. Nhiều lắm, mọi người phải đi ra phía sau á, cái khu phía sau của Hoa Kiểm Bình Đành á, khu vườn phía sau á, mọi người mới thấy mấy cái này, tại vì đặt mấy cái này là phải cần diện tích rộng lắm. Là tối phía sau vườn mới thấy được mấy cây này, với mẹ mình không có trưng bày phía trước đâu. Bên đây nữa nè, bên đây là trang đỏ nè, bông dữ lắm luôn. Nhiều lắm. Mọi người có thể nói với cô Mười á, cho đi ra phía sau để tham quan trái cây, coi xem trái cây với mấy cây bông trang á. Nhìn im lắm, bông nhiều quá là nhiều luôn. Cái cây thì lùm lùm không à. Đang thời khúc nay bà nội chưa tưới được không? Không, hồi nãy đó con đi chơi là vô đó đó, nhà của anh đó, tại vì con lạ cho nên nó cho con vô. Một. Bên đây là cúc vàng anh nè, cúc vàng anh nhà mình nè. Mẹ hả? Nếu mà ngắt là ngắt xuống liều hết không mẹ? Đẹp quá he cây nhỉ. Cái này kêu bằng cái gì bà quên rồi bà? Sao nhái à? Nhưng mà cái này còn ngắt con đợt nữa mà. Ngắt thêm một đợt nữa. Mình kia mà thấy cúc á, nó nãy mày chỉ á, nó dơ, nó gặp cúc nhóc. Bà làm này mau, đồng mau cấp kỳ. Bà
nhiều không? Không mệt muốn chết rồi bơi ba. Bắt không em? Ê, lên bắt đây đã nụ. Hả? Nụ úp nụ mẹ chồng lên đây nè. Chỉ cho mọi người xem nha. Bên đây nè, bắp mẹ. Mẹ mẹ chồng nè. Đó. Thiếu dinh dưỡng rồi. Nó xịt nước đầy mặt con kìa. Vậy bà nội không vậy? Mà nước này giờ nó tốt hơn này, mẹ đổi qua bển giờ vậy nó bị khác. Con đi đâu vậy? Chạy, bà nội làm mướt kìa. Mẹ ơi, cút mẹ kêu bằng cút gì mẹ? Con thấy nó có búp búp nè, nhóc luôn. Tiger. Tiger còn bớt nhé. Cái đó là quên, cái đó là lan nhung của này cũng biết thạch bích. À. Lan nhung thạch bích tên đẹp quá ha. Cái này thạch bích là cái con đang lan nhung. Mà bây giờ chỉ mới lá này nó xanh lên thôi chứ nó lá chân thì nó còn còn. Mẹ lấy sỉ hả? Thấy là con giỏi chứ con giỏi bảo mẹ con. Đi quay vòng vòng con mà con thấy là con giỏi hả? Ừ. Bữa học cô đẻ cây đó nhỏ của mẹ đó. Hả? Máng bọc khổ gì đó là lấy ra nấm lượt gì đó. Thấy gì cô mở cây này rồi sao thì lấy lên lượt. Nhổ lên kìa, hiện tưởng không mấy cây chấm chấm này nhổ lên đè nhổ quá trời vậy. Mình lúc mới thấy luôn dạy nó đá thì chứ thế này ứa chân cái này mẹ trồng vô chợ già là vẫn hút cao mà đó, có đặc biệt là nó đi kiếm niệm thọ cao đó, không mua niệm thọ lùng mà ở đây đâu có ai trồng cao. Mẹ trồng cao tất cả này mẹ trồng nhiều cao hết, không phải lùng mà không phải cao. Nhưng mà cái này chắc mẹ phải xuống đợt nữa. Đã gì? Cắt đợt dưa rồi sẽ xịt đó hả? Tại vì mấy cái này nó còn đang yếu cây quá chắc phải thêm đất vô mà. À, nè mấy cái này nè đi ra cha. Giác Linh Tự vua hoa kiểu 10 lành của mình là ở đối diện chùa này nè, gọi là chùa Dơi. Cây bông giấy thì cao cỡ 1 mét. Cây mà mình đang quay nè.
cửa rồi cho đi vô á. Khác không rồi. Thì mẹ đi tìm. Mới lên được phần nửa gang tay à. Con đi đâu? Con đi đâu? Mẹ. Sao tay chân con kỳ vậy? Con đi đâu? Con vui chơi nào mà đi nghe vậy? Con vui chơi nào vậy? Con vui chơi hoài chân đó.